Hello, xin chào bà con, cô chú, chú bác. Đây là gen 7 các bạn nhé. Ba màu đặc trưng của gen 7 này. Gen 7 thì là chúng ta nhận biết bên ngoài đơn giản là nó lại có hỗ trợ bàn phím. Màn hình thì rất lớn. Đây nha các bạn nhé. Mình để đây. Màn hình thì rất lớn. Mười tận là 10.2 inch. Khá là to. Đây là các bạn nhìn thấy đây là một chiếc gen 5 nhé. Gen 5. Ngay bên cạnh nó là gen 5. Nhỏ hơn nhiều. Chúng ta nhìn thấy nhỏ hơn. Tuy rằng nhìn trông về hình thức bên ngoài thì không vẻ là nhỏ hơn lắm, nhưng mà khi màn hình của nó thì là cái thiết kế của cái gen 5 này là nó nhỏ hơn. Còn cái LCD của cái 10. Gen 7 này là tận 10.2, rất to. Cái dòng gen 7 này 2019 này rất hợp giá cả, rất hợp lý các bạn nhé. Cái hàng keng luôn, nhưng mình bán hơn 7 triệu và 4 giờ lắp sim. Giá trên là đây là giá xỉ các bạn nhé, lưu thì nó là giá xỉ. Lẻ thì các bạn mua luôn ở các cửa hàng ngay bên cạnh, ở địa bàn các bạn thì nó bảo hành rồi phục vụ dễ hơn. Các cửa hàng đấy mà không có hàng thì các bạn có thể bảo các cửa hàng đấy liên hệ cho mình, mình sẽ gửi máy trực tiếp cho các cửa hàng đấy. Các bạn qua các cửa hàng ở chỗ bạn ở thì các bạn đấy sẽ bảo hành và hướng dẫn sử dụng cho các bạn cho nó dễ. Mình giới thiệu qua chút đấy là trên tay mình đang có 3 chiếc iPad Gen 7 2019, hàng zin keng sạc ít pin cao. Hàng này thì là hơn 7 triệu tại vì nó là bản 4G lắp sim nhá. Đấy, hàng sạc ít pin cao zin đâu. Nên ra đây là M1 nhá anh em nhé, M1 này giá hơn 4 triệu. Hơn 4 triệu phiên bản only wifi 16GB. Giá hơn 4 triệu nhé các bạn nhé. Cùng với cái đồng mức giá của cái E2 Wi-Fi thì là chúng ta lại cũng có Mini 4 nhé. Cái Mini 4 này thì nó cấu hình cũng khá là tương tự so với cả cái chiếc iPad E2 này. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy đấy, các bạn nhìn thấy đấy, nó nhỏ hơn nhiều. Nó chỉ có 7.9 inch, còn đây là 9.7 inch, E2 9.7, còn là Mini 4 thì nó là 7.9. Hai cái mẫu này là rất vừa tiền, giá thì hơn 4 triệu. Toàn gold nhé. Đấy, mình về mã này. Ôi, hai mã này thì toàn gold luôn. Đấy, máy thì thoải mái luôn. Đấy, đặt lên đây cho anh xem nào. Đấy, xem kích thước nhé, khác nhau. Đấy, thoải mái luôn nhé. Hàng chất cực kỳ luôn. Kể cả video này có các bạn có nhìn thấy nó là bị rơi ở những nơi sàn gỗ thì yên tâm. Đừng rơi vào sàn gạch. Ngoài ra thì có phiên bản dung lượng cao các bạn nhé, đó là 64GB. Đấy, cũng là E2 nhé, hàng 99 keng, giá hơn 5 triệu. Đó là 64GB. Đấy, nguyên cọc này là 64GB. Đây là E1 các bạn nhé, E1 32GB. Only Wi-Fi giá hơn 3 triệu, hàng đẹp 99, nhưng mà ở đây nó có khắc cái logo của trường học, không quan trọng lắm. Nó chỉ khắc tia laser lên thôi, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì chất lượng của máy cả. Đấy, máy đẹp 99 luôn các bạn nhé. Đấy. Hàng này bán cực cháy luôn hàng luôn, về mấy trăm cây nhưng mà chỉ còn có đúng một cái thôi. Ngoài ra thì là có cả ấy nữa nhá, đang nhặt máy cho khách. Đây là, đây xem mẫu là mẫu gì đây, E2 4G nhé các bạn nhé. E2 4G 16GB, giá nhỉnh 5 triệu. E2 4G 16GB nhỉnh 5 triệu. E2 4G 64GB giá cũng chỉ hơn 5 triệu. Đấy, 5.900.000 nha anh em nhé. 59 cao. Giá xỉ nhá. Ngoài ra thì là lấy cho anh một cặp iPad 4 này. Ngày nào buổi trưa là phải lên video cho anh em xem. iPad 4 với mình toàn đẹp như này. Đấy, nó quá đẹp luôn. Giá chỉ 2 triệu. Các bạn nào mà con nhỏ hay là cái khu vực cái trường học đấy mà nó chỉ có cần học qua Zoom ý, thì các bạn có thể lấy iPad 4 là được rồi, tại vì 4 vẫn chạy Zoom phê luôn, giá cực rẻ, rẻ nhất phân khúc luôn, hơn 2 triệu. iPad 4 này pin to, pin khỏe, màn hình 9.7, loa to, bền, dùng công nghệ màn hình Retina cho nên là màn hình của nó tiết kiệm pin rất tốt, mà ở phân khúc hơn 2 triệu thì nó là vô địch. Rồi ok, sơ tí nữa mình sẽ lên video tiếp theo để với những cái mã mới. Rồi cảm ơn anh em đã xem video. App số điện thoại 0567058 nha. Rất nhiều iPad.
Bye bye.